anh em có thể đánh được 100 bài ballad luôn, chỉ cần chúng ta thuộc và chú ý cảm nhận âm thanh của cái vòng hòa âm như sau. Đây hòa âm canon in C, C nè, và chúng ta đánh theo được blue chẳng hạn, ba ba một hai ba nhịp 2 4 ha. Rồi chúng ta chú ý đường đi nè, ví dụ love in your eyes sitting silent by my side going on holding hands working through the night, hay là từ khi quen em anh đã biết bối rồi vì những lúc thoáng nghe em cười im này nhận chân anh đã biết con tim yêu em mất rồi người yêu ơi xin em chớ quên. Khi đó khi chúng ta xem cái hợp âm ở trên mạng thì chúng ta chú ý xem là nó có đi cái đường đi giống như vậy hay không, có tương tự như vậy hay không, là bắt đầu chúng ta bắt đầu thực hiện cái việc cảm âm và thuộc luôn cái đường đi, như vậy chúng ta sẽ chơi được rất là nhiều bài. Chúc anh em vui vẻ cùng với Guitar 5 phút mỗi ngày. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy. Từ từ mình tập điệu phót như sau: bát chát bùm chát hai nhịp chân này. Bùm bát là nhịp chân xuống, chát giữa chân lên, bát phụ chát. Từ từ nó quen à. Rồi chúng ta chia nhỏ từng câu, chúng ta tập chậm và chúng ta nhịp chân theo nha. Ok, dù đi đến nơi nào vẫn nhớ quê nhà, đến bên kia không làm bối rối lòng ta, nào ta hãy nắm tay nhau và ung dung đi trong cuộc đời, để sương gió chẳng chút lo lắng khi mình có nhau. Đường ta đi gian nan từng bước vẫn đi hiên ngang, và trong trái tim ta mặt trời sáng soi. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy. Từ từ mình tập. Nếu mà anh em bị cái tình trạng nhịp như vậy nè, đây là một cái hiện tượng nhanh nhịp, không có lo gì hết. Có máy gõ nhịp mini, thì chúng ta bấm mở lên nè. Chế độ là gõ một nhịp ở cái tempo là 65 nhịp đối với điệu bolero rumba. Kẹp ở đây hay có thể sử dụng cho đàn piano được luôn. Chạm lại nha. 1 2 3 bốn. Mai trường ơi, em tôi còn học nữa, hay đã ra đi từ đâu nào? Máy gõ nhịp M50 chỉ bằng ngón tay cái, nhưng nó có thể giúp anh chị và các bạn cái nhịp đều hơn, vững nhịp hơn, và tập cho cái nhịp mình chậm lại. Có khi mình đánh nhanh quá thì mình tập mỗi ngày một chút xíu. Cùng với máy gõ nhịp này chỉ với 169.000 miễn phí, vận chuyển toàn quốc, đặt Zalo để mà đặt hàng. Cảm ơn chị và bạn rất nhiều. Sau đây nè, đá nhẹ 3 dây lên, chặt vô, dừng âm thanh lại, dùng ngón này đá nhẹ lên. Thôi đếm những nhịp chân, đếm nhanh vần trang, nhắc cho ta một thời yêu nàng, nàng như nữ huyền đi, nàng sắc ký theo dõi kênh. Chúng ta chưa quen cái bài đó thì tập chậm thôi để cho nó quen những cái hợp âm trước. Ví dụ ơi hò khoan người hò khoan tiếng hát em vang cả dòng sông, xuống 6 giây đã nhẹ lên 3 giây đập vô đã nhẹ lên, nhưng mà chúng ta có hai nhịp xuống lên chậm lên. Ơi hò khoan người hò khoan em vang cả dòng sông, dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ, nên em trôi về.
đăng ký theo dõi kênh, lưu về máy, từ từ mình tập. Đèn dây sắt, mà nếu mà anh em đau tay quá đó, thì sau khi chỉnh dây đàn xong, anh em dùng cao bộ kẹp ngăn 1 bấm nó sẽ êm hơn rất nhiều. Phát, 3 móc lên, 1, 2, và cứ vậy. Phải chuyển hợp âm trước. Ví dụ nhìn lá me bay là chúng ta vô ngay chữ bay nè. Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Ngày đó quen bắt bao hai, tình trên tông bắt bao hai. Đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy. Đẹp tựa như lá me bay, nên tình anh trót say. Bấm đăng ký theo dõi kênh, lưu về máy, từ từ mình tập. Hợp âm chặn nó ngang xuống 5 thôi, để chúng ta tập cái lực nè, để pha chuẩn nè, những bỏ này ra nè. Rồi ngang xuống 5 nha, là thế là thứ. Rồi, xuống đây nè, giống như tế si thứ, mà ngang 5 là rê thứ. Mình chỉ tập cái khuôn ở ngang 5 thôi, cũng ngang 5 luôn, không có di chuyển cái đâu khác, để mình đang quen mà. Giống như thế đồ trưởng nè. Chặn, bấm dây 2 nè, dây 4, dây 5 nè. Ngón út vô dây số 3, ngang số 7. Đẹp thêm như vậy. Hôm qua mẹ bao tối, nhờ hoa sứ nhà bậc cha hương đại khẩn. Họ hàng cô bác đều khen, nhờ nàng hai dư buồn. Màu hoa sống chưa tàn, nụ hoa còn giữ nguy và chắc đang hiểu tim tôi. Bấm đăng ký theo dõi kênh, lưu về máy, từ từ mình tập. Tháo ra nè, nó có cho chúng ta mấy miếng để chúng ta dự phòng nữa mà. Với đàn giáng xích á, chúng ta phải giáng sát như vậy nè. Còn volume này Khánh chỉnh mát luôn nha. Dài 3 mét, 100 ly á. Đối với cái dòng AD35 này á, đa phần nó sẽ không có hú è. Nó không hú è. Nó, ở trong đây nó có bo mạch đó, chống nhiễu luôn, chống hú luôn. Đi xa Khánh đánh một tiếng là tiếng loa đó. Còn đây là Khánh đánh rất là nhỏ. Các bạn không cần phải bỏ ra nhiều tiền để mua một bộ dây có lớp phớt pho nữa. Ngày hôm nay thì Alice chính hãng đã có cái bộ dây có lớp phớt pho để giúp chúng ta êm tay bấm nó lướt hơn. Đây, lớp phớt pho này ha. Đó, chính hãng là size SL, size 11 dành cho dây sắt. Đây là dây 466. Thì khi mà chúng ta size dây xịn hay là dây thường thì cứ khoảng thời gian để cái dây nó chết đi cũng chỉ khoảng 5-6 tháng thôi. Nên thay bộ dây Alice này nó sẽ tiết kiệm cho anh chị các bạn, tiết kiệm rất nhiều luôn thực sự. Và có rất là nhiều anh em đã sở hữu bộ dây này, ok, và mua hai bộ thì được miễn phí vận chuyển, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Bên cạnh đó thì Khánh sẽ được tặng kèm thêm là một cái hộp bích và hai cái bích đó, rồi tặng thêm cái tay quay nữa, tay quay này để tháo cái chốt dây nữa nè, rồi tặng thêm cái giáo trình nữa cho anh em tham khảo thêm để em tập đàn nó tốt hơn. Nó không cần phải tốn quá nhiều tiền. Đăng ký kênh để nhận được những ưu đãi.